những trào lưu mạng xã hội hot nhất nửa đầu năm 2020. Mặc dù mở đầu một năm 2020 không mấy suôn sẻ khi toàn thế giới phải đối mặt với đại dịch Covid-19, nhưng giới trẻ và sao Việt đã nhanh chóng xóa tan mọi lo lắng, muộn phiền bằng một loạt trào lưu thú vị được đánh giá là hot nhất nửa đầu năm 2020. Chụp ảnh trong lồng máy giặt. Chỉ từ các video hướng dẫn chụp hình sống ảo với máy giặt trên TikTok đã tạo nên một trào lưu mạnh mẽ trong giới trẻ Việt Nam. Máy giặt được biết đến không chỉ từ công dụng giặt đồ nữa mà còn là một công cụ sống ảo vô cùng tuyệt vời. Các bạn trẻ lại truyền tay nhau, không ngừng tương tác, chia sẻ, làm cho các video này lan truyền với tốc độ chóng mặt và không khó hiểu khi chụp ảnh với máy giặt nhanh chóng trở thành trào lưu mới của năm 2020. Hất tóc biến hình. Nếu như năm 2017 cộng đồng mạng quá đỗi quen thuộc với trào lưu Việt hóa thiên nga thì đến nửa đầu năm 2020, trào lưu hất tóc biến hình nhanh chóng phủ sóng khắp các trang mạng xã hội thời gian qua. Nhiều sao Việt như nữ ca sĩ Chi Pu, Sĩ Thanh, Lưu Hương Giang, nữ diễn viên Jun Vũ, Sam, Á hậu Phương Nga và Salim cũng không nằm ngoài xu thế của thời đại. Đặt son môi trên xương quai xanh. Người tham gia sẽ đặt một thỏi son lên xương quai xanh sao cho nó có thể dựng đứng hoặc nằm ngang mà không bị đổ. Trào lưu này được cho là để các cô gái khoe vóc dáng thon gọn, đặc biệt là bờ vai với xương quai xanh quyến rũ. Trào lưu được khởi xướng bởi một nữ diễn viên Trung Quốc tên là Chen Su. Ngày 2 tháng 3, cô đăng lên trang cá nhân loạt ảnh và clip tạo dáng thử thách này và nhanh chóng gây bão với hơn 75.000 lượt tương tác và 5.000 lượt chia sẻ. Thử thách kỹ năng mới nào? Hãy cùng tôi tham gia nhé. Nữ diễn viên viết. Thử thách này cũng nhanh chóng trở thành xu hướng chụp ảnh thịnh hành của các bạn gái Trung Quốc và lan rộng sang nhiều quốc gia châu Á khác, trong đó có Việt Nam. Chiếc đầm sang chảnh biến tấu từ gối. Một thử thách cũng hot không kém đó là Quarantine Pillow Challenge hay Pillow Challenge, tạm dịch là thử thách thời trang bằng gối. Nội dung của thử thách khá đơn giản, biến những chiếc gối của bạn trở thành một bộ trang phục. Ngay lập tức, trào lưu này thu hút sự chú ý của dân mạng khắp nơi trên thế giới, nhất là hội gái xinh. Có mấy dịp thoải mái khoe vai trần, chân thon ngay tại nhà thế này đâu, nên các hot girl Việt cũng đứng ngồi không yên. Thử thách biến túi thành đầm. Sau thử thách biến gối thành đầm, cư dân mạng lại một lần nữa truyền tay nhau thử thách mặc túi mua sắm thành đầm thời trang vô cùng độc đáo. Nhiều sao Việt tỏ ra thích thú trước sự sáng tạo này trong những ngày nghỉ tránh dịch.